Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong phần tin tức vào ngày thứ tư hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2017. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Rất nhiều các bản tin breaking news ngày hôm nay, bao gồm một chiếc máy bay ở Miến Điện bị mất tích khỏi màn hình radar, vụ tấn công tự sát ngay trung tâm thủ đô Tehran của Iran, và ngay bây giờ, thưa quý vị, tại thủ đô Washington, trong tòa nhà Quốc hội, tại Ủy ban Tình báo Thượng viện đang diễn ra. Lúc này quý vị đang nhìn hình ảnh này là live trực tiếp truyền hình với các nhân vật bao gồm Director of National Intelligence, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Dan Coats, rồi National Security Agency Director, Cơ quan An ninh Quốc gia, với tướng Mike Rogers. Tướng Mike Rogers đang được điều trần. Và ông quyền giám đốc cơ quan FBI là Andrew McCabe, Deputy Attorney General, Phó Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein. Và đó là các nhân vật hiện nay đang điều trần. Câu hỏi lớn đặt ra nãy giờ chúng tôi theo dõi đó là các ông biết gì về chuyện của ông Trump liên can đến Nga, và ông Trump có nói chuyện với các ông để mà yêu cầu các ông là ngừng các cuộc điều tra vào Nga. Và quý vị đang nhìn thấy ông Dan Coats, Director of National Intelligence, Cơ quan Tình báo Quốc gia, Dan Coats. Chính ông Dan Coats này hôm nay trả lời một cái tin rất là quan trọng, đó là chính ông Trump đã đề nghị ông Coats tìm cách ngăn trở ông James Comey để đừng có điều tra cái vụ liên can đến Nga nữa. Và ông Dan Coats đã không có intervene, tìm cách xen lẫn vào chuyện điều tra của FBI. Thưa quý vị, đó là những gì đang diễn biến, và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ biết thêm các chi tiết có những điều gì mới hay không trong cái cuộc điều trần này. Cuộc điều trần này diễn ra và không quan trọng bằng cuộc điều trần vào ngày mai với ông James Comey, một Super Bowl ở thủ đô Washington, thưa quý khán thính giả. Và chúng tôi sẽ tường trình đến quý vị cuộc điều trần này cũng như các chi tiết về cuộc điều trần ngày hôm nay để xem coi bốn vị này có đưa ra thêm các chi tiết mới nào hay không. Thế nhưng trở lại vào sáng ngày nay thì bước ra khỏi nhà, quý vị thấy trời mưa lâm râm, mưa phùn nhẹ nhàng, nhưng mà không thấy có gió bắc. Hả Thảo Yên? Gió bắc. Ta nói mưa phùn gió bắc. Vâng thưa quý vị, thời tiết ngày hôm nay thật là khó đoán, trong khi là mới vài ngày trước thôi chúng ta có nắng vàng nhẹ nhàng và thời tiết dễ chịu, nhưng mà sáng ngày hôm nay lại rất là âm u và có những cơn mưa rất là nhỏ như là anh Thụy nói. Thế cho nên là từ đây cho đến buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục thấy là trời không có nắng lên, và ở Westminster chỉ lên đến mức cao nhất là 70 độ mà thôi. Anaheim thì có thể lên được tầm 73 độ nhưng mà vẫn âm u, và ở Westminster có đến 20% là sẽ có mưa, và Anaheim là khoảng 10%. Và từ đây cho đến cuối tuần chúng ta tiếp tục có những ngày trời âm u như vậy, chỉ có ngày thứ sáu là có cơ hội là thấy nắng đẹp mà thôi, nhưng mà bắt đầu vào tuần tới thì chúng ta mới thấy nhiệt độ có tăng lên. Và trong những ngày này thì độ ẩm ở mức là 67-70%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:40 sáng và mặt trời lạnh lúc 8:01 tối, thưa quý vị. Tình hình căng thẳng ở Qatar, rồi điều trần ở thủ đô Washington, rồi vụ tấn công khủng bố nhắm vào Tehran có thể gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính, bởi vì lúc sáng nay thì bản tin ghi nhận là giới đầu tư có vẻ
không có quan tâm đến cuộc điều trần vào ngày mai nữa. Họ nói ô chuyện gì rồi cũng qua. Chính vì thế vào sáng ngày hôm nay họ tập trung vào để mua cổ phiếu. Nhưng mà sau một thời gian ngắn, mua đâu khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ, thì bây giờ đã đi xuống trở lại. Dow Jones sáng nay mở cửa và trong phiên giao dịch khoảng 1 giờ đồng hồ đầu tiên đã lên được 44 điểm, nhưng bây giờ chỉ còn lên được 15 điểm mà thôi. Ngược lại thì Nasdaq vẫn còn là một con số tăng tốt sau nhiều ngày giảm vừa qua, lên được gần 20 điểm. S&P 500 chỉ có lên được 2 điểm thôi. Sáng nay lên được 10 điểm, thưa quý vị. Trong khi đó, giá vàng tụt giảm 2 đồng rưỡi một troy ounce, 1.295 đồng. Dầu xuống tới 4.21%. 2 đô la hôm nay còn có 46 đồng 18 sen thôi. Quý vị thấy giá dầu đi xuống, nhất là quý vị nào không bỏ tiền vào cổ phiếu đó thì mừng, bởi vì thấy giá dầu xuống kiểu này thì xăng sẽ giảm. Vâng, điều đó sẽ diễn ra trong vòng một vài tháng tới, bởi vì đây là giá dầu tương lai. 46 đồng 18 sen, tại sao ghê gớm như thế? Bởi vì báo cáo mới nhất của cơ quan năng lượng Hoa Kỳ cho biết là kho dự trữ của Hoa Kỳ dư 3 triệu thùng. Mới tuần rồi thì nói thiếu, bây giờ thì dư. Có nghĩa là với cái quyết định của ông Trump rút ra khỏi hiệp ước khí hậu ở Paris, và điều đó cho phép rất nhiều các hãng dầu họ thấy rằng cần phải bơm thêm dầu và không còn chịu cái áp lực của khối OPEC nữa. Cho nên vấn đề của OPEC ngày nay, thưa quý vị, không có là một điều gì để đáng quan tâm. Hoa Kỳ bây giờ tự lập, tự cường về dầu hỏa, và với số lượng mà dầu thô chỉ cần tăng lên chút đỉnh, dư được 3 triệu thùng thôi là ngày hôm nay dầu xuống tới 2%. Và bây giờ chúng tôi đến với quý vị trong hai bản tin Breaking News. Thảo Yên sẽ tường trình chi tiết. Thứ nhất là máy bay rơi ở Miến Điện, chuyện gì đã xảy ra, Thảo Yên? Và kế đến là vụ tấn công khủng bố vào ngay trung tâm thủ đô Tehran của Iran. Vâng, thưa quý vị, chính phủ Myanmar sáng ngày hôm nay vừa thông báo là vào ngày hôm qua có một chiếc máy bay của Myanmar đã bị mất tích khi mang theo hơn 100 người. Và được biết đây là một cái... Đó là ngày hôm qua, tức là thực sự nó là ngày thứ tư của Miến Điện. Vâng. Đây là một chiếc phi cơ quân sự do Trung Quốc sản xuất và mang số hiệu là Shanxi Y-8. Khi mà mất tích đang chở theo 105 người, đa số là thân nhân của các binh sĩ đóng ở những cái khu vực ven biển, cộng thêm 11 thành viên của phi hành đoàn, tổng cộng là 116 người thôi quý vị. Wow. Vâng, thì các giới chức an ninh kể lại là máy bay này đột ngột mất liên lạc khi mà đang bay ở trên biển Andaman vào khoảng 1 giờ 35 phút chiều ngày hôm qua, khi đang cách cái thị trấn gọi là Dawei chỉ khoảng 20 dặm về hướng Tây, và điểm đến của máy bay này là sẽ đi về phía bắc của thành phố Yangon. Và theo thông tin ban đầu thì có lẽ chiếc máy bay này gặp tai nạn về kỹ thuật, bởi vì khi đó thời tiết đang rất là tốt. Thế nhưng sáng ngày hôm qua thì... Xin lỗi quý vị, sáng ngày hôm nay thì chính phủ Myanmar đã điều động rất là nhiều máy bay cũng như là tàu cứu viện đến và đã tìm ra được xác của chiếc máy bay này ở thấy... ngoài khơi, thưa quý vị. Vâng. Nổi ở ngoài khơi, tức là rớt trên biển trong lúc bay tới cố đô Yangon. Vâng. Wow. Và bên cạnh đó, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết thêm nữa. Lần đầu tiên có thể nói vô cùng hiếm hoi vụ tấn công ngay trung tâm thủ đô Tehran. Ai là kẻ đã gây ra vụ tấn công này, số người chết thiệt mạng bao nhiêu, và diễn biến vào thời điểm mà xảy ra vụ khủng hoảng về ngoại giao giữa Qatar với khối Ả Rập Saudi. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.